Chào bạn, thì ngày hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn ứng dụng một cái ứng dụng này, ứng dụng video chat. Wow. Ứng dụng này. Và chúng ta sẽ vào lần lượt nhé. Ở đây tôi sẽ vào một cái giao diện. Đó. Website, bạn điền email, bạn điền password, điền website vào. Wow. Copy. Nhá vào new à, cái email này tôi đã được đăng ký rồi các bạn. Bây giờ tôi phải đổi cái email khác. Đây, tôi sẽ đổi lại email này. Ok, đợi trong giây lát. Vâng, và nó sẽ chuyển sang cái giao diện như thế này. Các bạn sẽ điền tên mà, thì tôi sẽ điền tên của tôi. Những công trình. Yes, tab. Và tiếp theo nó chuyển đến giao diện này. Bạn nhấn next tab. Tại đây thì nó sẽ cho bạn một cái code. Và dịch ra tiếng Việt. Để dễ hiểu nhé. Đây, để hiển thị TD chat. Thì bạn cần cài đặt một cái mã JavaScript vào trang web của mình. Ok, tôi copy cái mã này. Tôi dán vào trang web của tôi. Tôi sẽ vào một bố cục. Vào một bố cục này. Và nhấp vào thẻ này. Danh sách đầu trang. Đây, tôi chưa đăng nhập email nên bây giờ tôi phải đăng nhập email. Ok. Tôi sẽ thêm một cái liên kết bên ngoài vào. Tiêu đề ví dụ là chat với chúng tôi. Bạn sẽ dán cái mã JavaScript vào, lưu liên kết. Bạn kéo xuống nhấp vào lưu. Và bây giờ bạn sẽ xem blog của mình nhé. Xem trang web của mình nhé. Xem nó có hiện lên không. Đây, nó có hiện lên này. Đấy. Nó có hiện bằng cái giao diện như thế này. Vậy tóm lại bước này chúng ta làm gì? Đăng ký xong thì copy mã và đấy, tóm lại lúc đó chúng ta chỉ làm thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá ứng dụng này. Okay, khám phá như sau. Bạn nhấp vào next tab, start with com. Ok. Và trong một tự động nhắn tin và trả lời được cái trong web của bạn. Rồi. Để dịch ra nhé. Gửi một tin nhắn đi qua đời của số đó chứ. Chào mọi người.
cho thêm thêm chúng tôi. Tôi nhắc vào thêm vào. Tôi nhắc vào tiết kiệm. À, nhắc vào xe vô. Xe vô vô vào. Ok, nó đã được thành công. Chúng ta nhắc vào tự động hóa thôi. Thì có ai mà ai đó rơi một số thì bắt đầu là cảm ơn bạn đã nghe thăm xong quen chúng tôi. Chuyển thêm hai nữa. Để đeo vào hôn một phút. Thêm vào. Đã được không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu giao diện tin nhắn. À, trong cái mục này chúng ta phải lưu ý nhé, lưu ý là khi chúng ta dán vào cái trong mục này, trong mục này đăng ký copy mã cho bạn biết nhé, không phải đấy, thì chúng ta phải nhớ là chúng ta phải dán vào trước cái mục header, đây chúng ta phải đặt mã này tiêu đề trong các bạn đi trước cái header. Để mà chúng ta tìm hiểu cái giao diện tin nhắn trên cái trang web của bạn này, thì bạn sẽ làm như sau. Bạn sẽ vào mục channel, bạn thay đổi, ví dụ như bạn muốn thay đổi cái màu này ha, thì bạn chọn nam, tôi để mục công trình, chọn file, tôi sẽ có một cái file chẳng hạn, tôi sẽ có cái file cái này rồi online status là cái trang live stream của bạn, nó là profile chào mừng bạn đến trang web. Rồi, đúng không? Bạn sẽ làm như thế. Vị trí hiển thị trên di động, nút văn bản chat ngọt để chat đi. Kích cỡ các bạn có thể điều chỉnh kích cỡ nó, mở ngoặc kép, giữ mở ngoặc kép. Ok, cuộc khảo sát trước trò chuyện trực tuyến, cái này không cần, bạn cần
Đây còn cái trang như thế này thì các bạn có thể dùng nó để xem online, offline, offline như như thế này. Còn nếu về online tôi xóa cái này, online thì nó sẽ chào mừng bạn đến với trang của chúng tôi. Đấy. Như thế. Ok chưa? Và cái mục tiếp theo nữa là mình sẽ chỉ cho các bạn kết nối với Facebook, kết nối với ứng dụng của Facebook. Thu viên đúng không? Trong cái mục này chúng ta sẽ kiểm tra tin nhắn của chúng ta. À, một cái mục khác nữa là cái mục nâng cấp sẽ tự động hóa. Các bạn sẽ được dùng sau một khoảng thời gian đó. Các bạn sẽ, cái này các bạn sẽ dùng thử trong một khoảng thời gian đúng không? Còn vài ngày thì các bạn dùng thử. Nhấn vào đây. Và cơ bản ấy, một số tính năng thì được giới hạn. Nếu các bạn muốn trả tiền thanh toán trên thẻ Visa, các bạn nhấp vào đây. Còn các bạn muốn nâng cấp nó, chúng ta chọn vào nâng cấp. Trả theo hai hình thức, một là PayPal, hai là hình thức cạp. Chọn cạp
năm kết thúc như kết thúc thẻ các bạn, ngày đây là năm kết thúc thẻ các bạn. À, cốt là cái ở phía sau của cái cốt này, cái CVC này. CVC chính là số mặt sau hệ giao quá. Sau đó bạn nhấn submit order, đúng không? Là nó xong. Hoặc là bạn có thể thanh toán trên PayPal. Trên PayPal, tôi đang tiến hành thanh toán trên PayPal. Có thể chọn cái khóa cái automation này, automation thì nó không lô trong vòng một tháng, một năm nó cũng không lô. Bạn nhấp vào cái brand my account. Còn nó có một cái này, setting này, bạn sẽ chọn là region, cái khu vực của bạn. Thì tôi chọn là chẳng hạn như là chọn châu Á hay là chọn bất kỳ cũng được, còn mấy em cân thì còn mấy ít. Đây là cái khách hàng mà bạn cần, khách hàng mà cần. Ok, trong cái mục này, trong mục cài đặt, trong mục này có rất nhiều thứ chúng ta đang quan tâm, ví dụ như là cao tài khoản của bạn có thể thay đổi barcode, bạn có thể thay khoản hóa đơn của bạn, đây công ty của bạn, đường phố của bạn, mã bưu điện, cái nơi mà bạn ở, nó tích hợp được một số cái nữa, tích hợp ví dụ như bạn tích hợp vào này rồi. Đây, bạn sẽ điền cái mã ADI vào, sau đó bạn sẽ lưu lại là ok. Rồi, trả lời nhanh, trả lời nhanh nè. Rồi tích hợp vào. Đây thì nó sẽ hiện ra nhé. Một tiếp theo là check-in. Check-in quản lý rất rõ. Nền tảng là Shopee. Bạn có thể quản lý rất rõ là check-in Facebook. Bạn lưu lại. Ở trong cái mục này, desktop mobile các bạn có thể download xuống cho iOS, cho Android, cho desktop như nào của bạn. Cái gì ra nhé, tải xuống như bạn, bạn có thể tải xuống như này. Ở nhà có gì đó, bạn dành cho, dành cho cái những người mà lập trình ra cái ứng dụng này, bạn có thể sử dụng khóa 02 để đăng ký ở nhiều trang web khác hoặc là cái tên của nó. Đây, còn đây là cái mục thống kê, mục phân tích. Thời gian phản ứng, nó có thể phân tích thời gian phản ứng của bạn nữa.
OK. Như vậy là tôi vừa trình bày cho các bạn cách thức để chúng ta sử dụng cái ứng dụng cái công nghệ này trong web này. Và một lần nữa chúc các bạn thành công. Chúc các bạn để tối ưu hóa được tin nhắn của các bạn trên Facebook, trên trong cái việc bán hàng và trong rất nhiều thứ.